Tức thiệt á, chắc thắng rồi mà lại bị thua. Ừ, đúng là tức thiệt luôn á. Ủa, mà mấy bữa trước mình đem con gà này đá với tụi trong xóm, trận nào cũng thắng hết, mà sao hôm nay nó lừ đừ như bị bệnh vậy á? Chắc là tại mày chăm sóc nó không kỹ càng gì, cho nó ăn bậy bạ nên nó yếu xìu vậy nè. Làm như có chuyện đó, tao chăm sóc nó kỹ lắm. Vậy mày nói tao nghe coi, từ tối qua tới sáng hôm nay mày cho nó ăn cái gì? Thì cũng bình thường thôi, tao cho nó ăn trùng. Trời ơi, tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, mày phải cho nó ăn hết ngay cốc nè. Mày phải giải nhỏ ra cho nó ăn, hiểu không? Nó mới có sức. Rồi lâu lâu á, mày phải cho nó ăn lòng đỏ trứng gà nữa, nó mới khỏe được, nó mới chiến đấu mới được, hiểu không? Cái gì? Trứng gà nữa hả? Ừ. Mẹ tao với tao còn có trứng để ăn, có chi con gà. Ở hàng kia, thôi đi chung đội đi chứ. Ừ, chung đi. Thì tụi bay cũng phải từ từ chứ, để tụi tao mới có tiền, tụi tao mới chung được chứ. Từ từ cái gì? Thôi thì chung liền đi. Thì cũng từ từ chứ, lúc tụi bay thua, tụi bay có chung liền không? Ê đằng kia, tao chưa nói tới mặt mày, tránh ra coi. Được tao là sao? Tụi bay đừng có tưởng á là đông á là thấy được tao nha. Mày muốn biết hả? Để tao cho mày biết. Biết cái gì? Thằng này không có nhịn đâu ha. Không nhịn hả? Không nhịn, hôm nay tao cho mày nói đòn. Cô ơi! 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 Quýnh đi! Quýnh đi! Quýnh đi! Cô ơi! Quýnh đi! Quýnh đi! Mạnh lên! Quýnh đi! Đau đâu! Đau đâu! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Hiếu! Buông ra coi! Hai đứa! Cái gì vậy? Tại sao con không đi học mà đi ra đây đánh nhau với bạn vậy hả? Còn mấy đứa nữa? Chòm xóm láng giềng với nhau không hả? Mà kéo nhau ra để đánh lộn là sao? Tụi con đi về đi. Con không thương mẹ cho nên con mới nghỉ học rồi con ra đây con đánh nhau với bạn nè. Tại sao vậy hả? Tại sao con không nghe lời mẹ vậy Hiếu? Tôi không thích học á. Tôi nghĩ á, mẹ không quân thì cho tôi nghỉ luôn đi. Hiếu! Hiếu à, Hiếu, con có bệnh không vậy? Ừ? Không, tôi buồn ngủ. Ăn uống cái gì chưa mà ngủ? Mà sao mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời, con không ăn vậy Hiếu? Ủa, mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Ngán muốn chết luôn nè. Bị mùa này làng mình thu hoạch hết trơn rồi, người ta đâu có mướn mẹ mần cái gì đâu. Mẹ phải qua tới làng kế bên mẹ mần. Ở bên đó thì cũng không có được bao nhiêu tiền hết. À, cũng may nhà mình còn cái xào bắp nè, cho nên thôi con ăn bắp đỡ nghe. Nghe con. Đây nè, rồi cái con ăn bắp đi. Cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á, cái mẹ làm thịt cho con ăn nghe. Nè con. Thôi tôi không ăn đâu. Nè, thôi không ấy ăn với mẹ ha. Mẹ bẻ ra nè. Ngon không? Bắp mẹ trồng là ngon nhất xứ này mà. Ăn đi nghe nè. Ăn xong rồi cái ăn luôn nửa trái này nghe. Mẹ lấy để dành cho con đó. Nghe không? Mẹ đi xuống bắt miếng nước coi. Mẹ sao vậy? Mẹ không sao. Ăn đi. Mẹ lãng quả là bị bệnh đó nha. Về đây. Sao tụi con chóng mặt quá vậy? Mẹ nằm xuống đi. Mẹ phải đi đứng cẩn thận. Bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm chút à, mẹ khỏe à. Ê Hiếu. Ê, tụi ăn bữa đang chiên cá ngoài nướng cá ngoài kìa. Nhanh lên, tao mày đi ra ngoài nhanh lên. Mà mày nhớ không, mày nói một cái là tụi nó đưa mày liền.
Nhanh lên, tao mày đi nhanh lên. Đúng rồi đó, sao mày giỏi vậy? Trời ơi, mấy bữa nay bụng tao không có miếng thịt miếng cá nào luôn. Tao đang thèm nó lắm luôn á. Thôi tao biết rồi, đi nhanh lên, tụi nó ăn hết bây giờ. Đi. Hiếu ơi, nhanh lên. Anh Tư. Ủa? Cô Lan, cô đi đâu đây? Trời ơi, tôi qua bên nhà anh mà anh đi rồi. Anh ra chợ ha, cho tôi gửi chục trứng gà bán giùm tôi ha. Ừ, được rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ bán giùm cô. Dạ. Hôm trước tôi ghé nhà cô, tôi thấy cô nuôi mấy con gà cũng trọng trọng rồi đó. Cô có muốn bán luôn không? Để tôi đi rồi tôi xách ra chợ luôn ha. Dạ thôi, mấy con gà đó để cho thằng Hiếu nó ăn, chứ lâu lắm rồi nó đâu có ăn thịt cá gì đâu anh. Cô để con gà cho thằng Hiếu ăn. Dạ. Gà của cô mà. Cô Lành à, tôi thấy dạo này cô cũng xanh xao lắm đó. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình, nhớ phải uống thuốc men cho nó đầy đủ, đừng có ỷ y nha. Dạ. Nhất là cô đi mận, cô đừng có ráng quá nha. Không ráng sao được anh. Ôi, làng mình mùa này đâu có cái gì để mừng đâu. Tôi mấy bữa nay phải đi qua tuốt bên làng bên để đi xây bột cho người ta đấy chứ. Ráng làm để nuôi Hiếu nó ăn học. Làm thì cũng không được nhiêu tiền đâu, nhưng mà thôi kệ. Còn nhiều lo cho nó hết trơn rồi, bởi vì tôi đâu có thuốc men gì được. Bởi vì tôi nói rồi mà cô không chịu nghe tôi. Tôi thấy thằng Hiếu nó có chịu học đâu, mà cô cứ cho nó đi học. Phải chi cô để số tiền đó để bồi bổ cho mình, có phải hay hơn không? Tôi thấy cô mẹ quá, con côi. Trong làng này thì cô chỉ sống của mình ơn, không có bà con thân thích gì hết. Rủi cô có bị gì, rủi cô bị bệnh thì ai lo cho thằng Hiếu? Ráng làm lo cho con anh ơi. Tôi chủ yếu là cho nó có cái chữ, để sau này nó thoát khỏi cái cảnh nghèo giống như mình. Ô mà thôi, nó học được nhiêu hay nhiêu, còn không được thôi, biết làm sao giờ. Thiệt tình, tôi không có đồng tình với cách thương con, chiều con của cô đâu. Thì ốm đau bệnh hoạn mà phải cán đáng đủ thứ hết, từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện trong nhà tới ngoài ngõ. Còn thằng Hiếu thì nó đã lớn rồi, vậy mà nó cứ ăn chơi lêu lỏng, để cô cán đáng hết mọi chuyện. Tại anh ngó thằng Hiếu nó lớn xác vậy chứ nó còn nhỏ xíu à. Thôi kệ nó đi. Thôi, tôi đi mừng, để không thôi bị la. Anh lo tranh thủ đi ra chợ đi, để không thôi hết chợ đó. Vậy cô Lành đi cẩn thận nha. Ừ thôi tôi đi nha. Cô Lành, cô bị sao vậy? Cô Lành, bơ người ta, bơ người ta. Cô Lành, bộ mày đánh đây nè Hiếu. Thì chứ dễ gì nữa, mẹ tao mất rồi, tao cũng chẳng có bà con thân thuộc gì ở đây, nên tao phải đi thôi. Nhưng đây là nhà của mày, mày định đi luôn nữa? Biết vậy, nhưng tao chẳng có nghề gì, tao cũng chẳng biết làm gì. Ở đây đặng chết đói hả mày? Mày nói tao mới nhớ, trong xóm này á, mày quậy là số 1. Ai cũng sợ mày hết, mày mà xin việc làm được đâu mới sợ. Ủa, mà mày định đi đâu mới được chứ? Ừ, thì tao định lên Kinh Thành. Đi lên Kinh Thành? Ừ. Lên chợ làm cái gì? Tao nghe nói mọi người ở trên Kinh Thành ai cũng giàu có, không có nghèo như quê mình. Trên đó kiếm việc gì cũng dễ, nên tao sẽ lên đó kiếm việc làm. Mày nhắc tao mới nhớ nha, ông tức tía ăn sủ đó mày biết không? Mỗi lần ông lên Kinh Thành á, ông đeo cái bao bao đồ quý này nè.
Hèn chi bây giờ ông giàu với cái làng mình rồi. Ủa mà tiền đâu mà đi lên kinh thành? Lúc mẹ tao mất, người dân trong làng có giúp đỡ ít tiền, bây giờ còn dư chút lĩnh chắc cũng đủ lộ phí. À mà mày đi với tao không Tèo? Đi thì tao muốn đi theo mày rồi đó, nhưng mà má của tao á bả làm gì tao đi theo mày. Mà bây giờ mày đi á, tao còn có một mình ở đây à, tao đang lo nè. Mày lo chuyện gì? Thì bây giờ mày đi rồi, còn một mình tao à, tao đi bắt cá bắt chim nè, đi với mày quýnh lộn với thằng tụi thằng xấu đó. Trời, bây giờ mày đi rồi, tao còn có một mình à, tao sợ tụi nó ăn hiếp tao á. Công nhận cũng tội mày thiệt, nhưng tao biết làm sao bây giờ. Nhưng mà tính mày nhát gan lắm, mày tránh đụng chuyện với tụi nó thì tụi nó không đánh mày đâu. Tao đâu có ngu mà đụng chuyện tụi nó làm gì. Mà mày lên kinh thành á cũng đừng có đụng chuyện với ai nha. Thân mày thấy cô á, mày chỉnh có một mình á, đừng gây chuyện với ai nha mày. Tao không có sợ nào hết, mày đừng có hù tao nha. Thôi tao đi. Hiểu. Trời đang mưa gió như vậy mà con định đi đâu hả? Mẹ con vừa mới qua đời, sao con không ở lại để lo việc thờ cúng mà cứ khăng khăng lời đi là sao hả Hiếu? Ở nhà có tiền bạc gì đâu mà thờ cúng. Thôi chú đừng có cản tôi nữa, tôi đi nha. À tôi gửi nhà cho chú, tôi lên kinh thành kiếm việc làm, chừng nào giàu tôi về tôi báo ơn cho chú. Hiếu, cái thứ làm biến như con thì làm được cái gì mà đòi có tiền có bạc hả? Mày đặt đòi lên kinh thành rồi nữa. Tại chú thương mẹ con nên chú thương con, chú mới khuyên con nên ở lại. Chứ cái thứ bất hiếu bất nhân như con thì dù có chết đói chết lăn chết lóc ở ngoài đường thì cũng không ai cần đâu. Chú thôi đi nha, nãy giờ tôi nể tình chú thương mẹ tôi mới để chú chửi vậy á. Còn nếu không thì con sẽ làm gì chú hả? Con mà tèo bỏ ra đi. Hiếu, cô Lành ơi, tôi không khuyên bảo gì được thằng Hiếu rồi cô Lành ơi. Chết rồi, tiền hết sạch, lương khô cũng hết. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phải rồi, mình phải kiếm việc làm. Kiếm việc làm thì mới có tiền, thì có tiền thì mới lên kinh thành được. Nhưng mà mình phải làm gì đây? Mình đâu biết làm gì đâu. À, hay là mình cứ xin đi, xem có ai cần thì mình làm. Mày con cái nhà ai mà nằm đây? Dậy dậy dậy. Dậy cho tao dọn hàng. Dậy. Trời ơi. Chú, chú có cần người làm không chú? Con làm cho. Con đang muốn kiếm việc làm. Con không lấy tiền công đâu, con chỉ cần chú cho ăn qua ngày thôi. Trời ơi, tao không cần đâu. Đi 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 đi. Ôi.
Chú, cho con làm đi chú. Trời ơi tao nói đi 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 đi. Đi lẹ đi. Chợ mình á mấy ngày này đông khách lắm anh. Cô ơi, con đói quá. Cô cho xin miếng bánh nha cô. Con muốn ăn bánh này hả con? Dạ. Nè, cô cho con cái nha, ăn nha con. Dạ không cô. Cha mẹ đâu á mà để con lang thang đói khổ vậy. Phải đi xin ăn, thiệt là. Bà chủ ơi, nhỏ này nó nhỏ nó ham chơi, bỏ nhà đi quan chứ cha mẹ nào đi bỏ con. Đó đúng không, tội nghiệp. Thấy thương ghê luôn. Bà muốn ăn không? Dạ, dạ thôi, con không có đói, bà ăn đi. Quăng lại gần đây. Coi bộ dạng con đói dữ lắm rồi, phải không? Con ăn đi. Dạ thôi, con không ăn đâu, bà ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói luôn. Dạ, ăn cảm ơn bà. Mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời, con không ăn gì hiếu. Ủa? Mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Nghe muốn chết luôn nè. Thôi con ăn bắp đỡ nha. Nghe con. Mẹ cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á. Cái mẹ làm thịt cho con ăn. Nghe. Nghe con. Thôi tôi không ăn đâu. Bà ơi. Bà làm con nhớ cho mẹ con quá. Mẹ con cũng mang cho con ăn bắp. Không bà vậy á. Mẹ con đâu rồi? Mẹ phải đi đứng cẩn thận. Bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm một chút đi. Mẹ khỏe. Đây, làm bữa đang chiên cá ngoài nướng cá ngoài kìa. Tụi nào nó đi, đi đi. Hiếu ơi, đi lên. Mẹ con chết rồi. Tội nghiệp. Mẹ con chết cho nên con mới ra nông nổi như vậy phải không? Thôi con đừng có buồn. Chắc là mẹ con ở trên trời cũng theo dõi con để phù độ cho con gặp nhiều may mắn. Mẹ ơi, bây giờ con mới biết mình thương con bao nhiêu. Mẹ, con về với mẹ đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con đi về với mẹ đây. Con là đứa bất hiếu, xin mẹ tha lỗi cho con. Nếu con biết thương mẹ, biết lo cho mẹ khi mẹ đau bệnh, thì mẹ đã không bỏ con mình đi. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Ta phải đi liền thôi.
Ê Thiếu, Thiếu. Hả? Sao nè? Tao với mày đi ra đầu làng đi. Tụi nó ngoại á, đá gà kìa. Trời ơi, đụng này lớn lắm á nha. Thôi, mày đi đi. Tao còn cút đất nữa. Trời ơi, tao không hiểu sao nha. Mày suốt ngày cứ hết cút đất, rồi đào cỏ, hết làm cỏ, lại cút đất làm cỏ hoài. Bộ mày không biết chán hả? Mà sao mày làm hoài vậy? Tao hỏi mày sao mày không trả lời? Thì mày em thấy á, thì tao đang cút đất, làm cỏ nè. Thì tao biết rồi. Tao thắc mắc á, là từ trước giờ mày đâu có siêng năng như vậy đâu. Hồi đó đó, mày đâu có làm những chuyện này đâu. Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Thôi mày đi đi, kêu tao làm việc. Ê, bộ mày được má mày bảo bọc cho mày biết á, là chỗ dấu vàng hả? Hả? Ừ, thì mẹ tao về bảo mộng cho tao. À, mà mày làm không? Làm. Đào kiếm được vàng thì tao chia cho mày. Ừ, được, 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 được. Nè nè, mày làm đi. Thôi. Tao không biết cuốc đất đâu. Thôi mày làm đi. Tao với mày á là bạn chí cốt được hồi nhỏ, đúng không? Ừ. Thì á, tao đi đâu á cũng rủ mày, đúng không? Hôm nay mày không đi thì tao đi một mình. Thôi mày đi ha. Ừ. Ê, mày nhớ kiếm được vàng á, nhớ chia cho tao cho mày. Ừ. Ngon ngon, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm. Cái này mà bóc vỏ ra đó, mình có thể ăn được đó. Khi mẹ còn sống, mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ mẹ không còn trên cõi đời này nữa, mẹ vẫn lo cho con. Mẹ sợ con đói nên cho con những hạt giống này để nuôi sống đời con. Tình thương của mẹ bao la như biển trời. Thì cũng nhờ con chịu thương, chịu khó, thức đêm thức hôm để chăm sóc cho các hạt giống này nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Hiểu, chú rất mừng khi thấy con đã thay đổi. Con đã là một chàng trai rồi. Ở nơi suối vàng, mẹ con cũng sẽ rất mừng. Ê Hiếu, mày giấu đâu á, mày trồng mấy cây này phải không? Ừ. Tao thử miếng nha. Ngon không? Ngon á. Ê, đây là vàng của mẹ mày, để lại cho mày đúng không? Ừ, đây là những hạt vàng, tài sản quý giá nhất của mẹ tao để lại cho tao á. Còn quý hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời này. Khi mày thu hoạch á, mày nhớ cho tao chút xíu nha. Ừ, chắc chắn á là tao sẽ cho mày và cho cả làng luôn. Kể từ đó, Hiếu đem những hạt giống phân phát cho mọi người cùng gieo trồng, ngày càng nhân rộng ra mãi. Mọi người thu hoạch hạt lúa sắp bỏ vỏ, lấy được hạt gạo, đem hạt gạo nấu thành cơm. Hạt gạo từ đó cũng trở thành một. Giờ ơi, anh đi làm về rồi nè. Dạ, chờ em một chút. Ra đây anh có chuyện này hay lắm muốn nói cho em biết nè. Thank you.
Hay quá, điệu này hay lắm. Điệu mới hả anh? Em ngồi xuống đây. Cái điệu này á là anh mới tập để sắp tới đi thi trong hội làng mình đó. Em nghe thấy hay không? Dạ hay. Nhưng mà anh đi thi hội gì? Là hội trong làng mình tổ chức đó. Nghe nói á, lần này tổ chức lớn lắm. Anh còn nghe thêm á, là nghe đâu có mấy tay sáo làng bên cũng về dự nữa. Cho nên anh phải tập thật là nhiều để cho nó nhuần nhuyễn. Tập gì á thì tập, nhưng mà anh mới vừa đi làm về, anh phải nghỉ ngơi, phải ăn uống cái đã chứ. Anh đó cứ rảnh tay á là tập thổi sáo, riết rồi anh quên vợ của anh luôn. Nè, vợ anh á vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, làm sao mà anh quên được chứ. Thiệt không? Thiệt. Vậy thì đưa cây sáo này cho em. Em vào trong em sẽ dọn cơm ra cho anh ăn ngay, không thôi nó nguội hết. Ăn xong rồi mới được thổi sáo, biết chưa? Biết rồi. Đây, cơm tết đây nè. Bữa nay á lại có canh vị gừng nữa ha. Chứ sao, em biết á là anh thích ăn canh có vị gừng, cho nên lúc nào mà nấu canh á em cũng cố tình bỏ vô vài lát gừng trong đó. Vợ anh thiệt là giỏi, đúng là biết cách chiều chồng nha. Nhưng mà anh cũng khác người thiệt đó. Anh biết sao không, canh gì á anh cũng thích bỏ gừng vô đó. Riết rồi á em cũng thích ăn canh có vị gừng giống anh luôn. Thì vậy vợ chồng mình mới tâm đầu ý hợp chứ, phải không nè? Phải. Thôi ăn cơm đi ông tướng. Ông tướng biết rồi. Ông tướng ăn cơm xong ông tướng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa, chịu không? Dạ chịu. Chàng để chàng làm chồng ta, chàng sẽ thổi sáo cho ta nghe mỗi ngày, chứ không phải là người đàn bà kia. Ta không thể sống thiếu chàng thêm một ngày nào nữa. Tiếng vợ mình vậy ta. Ủa? Vợ, sao vợ lại ở đây vậy? Thì em đợi anh về. Em nay kỳ nha, sao không ở nhà đợi anh mà lại ra đây đợi anh vậy? Thì em đợi coi anh đi thi thổi sáo có đoạt giải không. Chồng của em mà đi thi á thì tất nhiên là phải lấy giải rồi. Em đoán coi anh lấy giải gì. Em mà đoán đúng anh sẽ thưởng cho em. Để coi. Cây sáo mà được cột nơ đẹp như vậy á thì chắc chắn là anh đoạt giải nhất đúng không? Nè. Vợ của anh là đúng là thông minh, em đúng rồi đó. Vậy thì thưởng đi. Thưởng cho em hả? Đây á là toàn bộ tiền thưởng mà anh đoạt giải có được đó, anh thưởng cho em. Không. Em muốn anh thưởng cái khác kìa. Thưởng cái gì? Nè, em bữa nay sao lạ lắm nha. Tự nhiên vậy là sao? Không hiểu hả? Vậy mà không hiểu hả? Là hung đó hả? Trời đất ơi, em bữa nay kỳ lắm nha. Đây là giữa đường giữa xá, tự nhiên cái đòi hung là sao? Làm gì mà chồng ngại, ai có cười thì mặc người ta. Em là vợ của anh, em có quyền chứ bộ. Nhưng mà đây là giữa đường không có được đâu, người ta thấy người ta dị nghị kỳ lắm thôi. Có gì đâu mà sợ.
gì đâu mà chồng sợ. Thôi thôi, đứng đây nói chuyện á, người ta thấy mệt lắm. Đi về nhà đi, rồi nói chuyện sau, nghe không? Đi, mà đi thôi. Lẹ đi em. Rồi, em tới liền. Đi nhanh đi em. Từ từ, làm cái gì mà gấp dữ vậy? Em có biết không, lúc anh lên trên đó thi á, cũng có rất là nhiều người thổi sáo hay giống như anh vậy đó. Nhưng mà chồng em là giỏi nhất đúng không? Ủa? Ủa? Cô lại, tại sao lại trong nhà của tôi? Mà tại sao cô lại giống vợ tôi đến như vậy? Em là Lý, em là vợ của anh mà. Còn cô? Cô là ai? Tại sao cô giống tôi như hệt vậy? Tại sao? Tại sao lại có hai người giống nhau y chang như vậy? Sao tôi không hiểu chuyện gì hết vậy? Có gì đâu mà anh không hiểu. Cô ta là giả đó. Giả là sao? Làm sao mà giả được? Sao lại không được? Chắc cô ta là yêu tinh biến hình. Anh đuổi cô ta đi đi. Cô nói ai là yêu tinh? Cô mới chính là yêu tinh trá hình đó. Anh ơi, em mới là Lý, là vợ của anh. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh đuổi cổ đi đi. Cô mới là người phải đi thì có. Đây là chồng của tôi. Cô là cái thứ gì biến hình ra? Tại sao cô vào đây gạt chồng tôi chứ? Thôi, đủ rồi. Tự nhiên xuất hiện hai người y hệt nhau, làm sao tôi biết ai là vợ của tôi? Chuyện này muốn rõ trắng đen chứ gì. Tôi sẽ báo quan. Em mới là vợ của anh. Anh nhìn cho kỹ đi. Cô cướp chồng tôi thì có. Cô cướp chồng tôi. Ta đã lấy lời khai đầy đủ ở các bên và thu thập một số tình tiết. Nhưng vụ án này rất là kỳ lạ, ta chưa từng gặp bao giờ. Nhưng không sao, ta sẽ có cách tìm ra chân tướng của nó. Các người hãy xem ta xử án. Lính. Dạ. Bịt bắt hai người này lại. Dạ bẩm quan lớn, tại sao lại bịt mắt họ lại à? Ngươi cứ yên tâm, đây là cách xử án của ta. Bịt cho kín vào, đừng để cho họ nhìn thấy. Còn ngươi, dạ, cởi áo ra. Những người đàn ông ở đây, ai có thể cho ta mượn áo được không? Chỉ cần hai người thôi. Đi. Hai anh kia cho mượn áo đi. Được. Người đó, cởi ra đi. Cởi ra luôn. Trong ba cái áo này sẽ có mùi của người chồng. Ta sẽ đưa cho hai người gửi. Nếu các ngươi phát hiện ra cái áo nào có mùi của chồng mình thì gật đầu. Còn nếu không phải thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết. Rõ chưa? Lính. Im lặng. Như vậy là hai người đã nhận ra mùi của chồng mình.
Nhưng rất tiếc, ở đây có sự trùng hợp là hai người cùng nhận ra cùng một chiếc áo. Vì vậy, ta chưa thể xác định được ai giả ai thật. Cho nên ta sẽ có cách khác. Đến. Ở đây có 3 bát canh, mỗi bát có mùi vị khác nhau. Bây giờ ta đưa cho hai người nếm thử. Nếu bát nào có vị mà chồng các ngươi thích thì hãy gật đầu, còn không thích thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết, rõ chưa? Linh, cho nếm thử. Lại có sự trùng hợp nữa rồi. Ngươi đếm thử và cho ta biết đây có phải là gì mà ngươi thích không? Dạ bẩm quan, đúng là đây là vị canh mà vợ con nấu cho con ăn mỗi ngày và con rất thích ạ. Trong này có vị gì? Dạ vị gừng. Đúng là có vị gừng. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tất cả im lặng. Hôm nay vụ xét xử đến đây là tạm dừng. Ngày mai mời mọi người ra đầu làng để xem ta xử tiếp. Các ngươi nghe đây, ta sẽ phất cờ này. Đằng xa kia sẽ có một người đàn ông đi ra. Nếu ai nhận lên chồng mình thì hãy gọi lại. Ta sẽ phất 3 lần, sẽ có 3 người đàn ông xuất hiện. Tất cả chú ý đây. Người đầu tiên, bắt đầu. Đứng đó, nhìn cho kỹ đi. Sao? Có phải chồng ngươi không? Còn ngươi? Vậy thì ta sẽ cho người thứ hai. Vô. Người thứ hai, bắt đầu. Đứng đó. Sao? Còn ngươi? Được. Vậy thì ta sẽ gọi người thứ ba. Nhìn cho kỹ nha. Lão quan huyện này thiệt là phiền phức. Tổng cộng có 3 người, 2 người đã đi ra không phải là chàng, thì người cuối cùng đi ra đích thị phải là chàng rồi. Như vậy mà lão cũng bài trò cho được. Phen này lão thua ta chắc rồi. Chàng đi ra là ta sẽ gọi ngay. Chàng chắc chắn sẽ thuộc về ta. À, chồng ơi chồng,
chồng tôi đó, chồng tôi đó. Còn ngươi, có phải chồng ngươi không? Bẩm quan, đó không phải là chồng tôi. Sao ngươi biết? Bẩm quan, vì nếu là chồng tôi thì dù cách xa mấy trăm dặm, nghìn dặm, tôi vẫn nhận ra. Được rồi, lại đây. Sao? Đây có phải là chồng ngươi không? Vậy còn ngươi, đây có phải là chồng ngươi không? Dạ không. Vậy sao lúc nãy á, ngươi dám nhận là chồng của ngươi? Dạ bẩm quan, tại lúc nãy ở xa quá cho nên con nhìn nhầm. Như vậy là giả tạo. Ngươi đã gian dối, dám nhận chồng người khác là chồng của mình. Tội của ngươi phải bị trừng phạt. Bẩm quan. Lính đâu? Bắt cả được quỳ xuống, đánh trả 50 heo cho ta. Đừng khoan. Dạ khoan. Dạ mong quan đèn trời soi xét. Như con đã nói, lúc nãy ở xa quá cho nên con mới nhìn nhầm, chứ con không dám qua mặt quan đâu. Thôi được, ta sẽ cho cư thử một lần nữa gần hơn. Còn chàng ơi, đứng im, khi nào ta hỏi mới được nói. Mọi người ra. Hai người hãy nhìn kỹ trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì, nói cho ta biết. Vậy còn ngươi, trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì? Dạ bẩm quan, chồng của con mặc áo màu xanh không thể sai được. Dù xa trăm dặm nghìn dặm, con vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì đã rõ, ai thật, ai giả, mọi người đều biết. Lính đâu? Lôi cỏ ở đây, đánh giả 100 heo cho ta. Dạ bẩm quan, xin quan tha tội, xin quan tha tội. Chẳng qua là con quá say mê tiếng sáo của chàng, cho nên con mới dám cả gan giả dạng làm vợ của chàng để mong được ở bên chàng. Mong quan tha tội, con không dám làm vậy nữa đâu. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi là ai, từ đâu đến, làm sao có thể giả dạng giống vợ người khác như vậy? Dạ bẩm quan lớn, con vốn là một con rắn tu luyện hơn 500 năm nên có thể biến hóa thành bất cứ ai. Ngay cả quan huyện con cũng có thể biến thành. Từ lúc con đến sống trong nhà của chàng, hằng ngày được nghe chàng thổi sáo, con đem lòng ngưỡng mộ và yêu chàng. Vì vậy tôi mới giả dạng làm vợ của chàng để được sống bên chàng. Ơi, vậy là một con rắn độc nè, nó mới có tài biến hóa như vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ ta hỏi, ngươi phải trả lời thành thật. Hôm qua khi ta xử ở đình, ngươi làm cách nào mà qua mặt được ta, nói cho ta biết. Thưa quan lớn, bởi vì mắt của tôi có thể nhìn xuyên thấu qua vải, dù bịt mắt bao nhiêu lớp tôi cũng có thể nhìn thấy được. Và hôm qua tôi đã nhìn thấy, và nhìn theo vợ của chàng làm thế nào thì tôi làm thế đó. Tôi đã khai thiệt hết rồi, xin quan lớn tha tội. Tôi thề tôi không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Thôi được,
Kể ra ngươi cũng là kẻ đáng thương, nhưng luật là luật, phải phạt, không thể bỏ qua được. Lẽ ra tội của ngươi phải chịu 100 heo, nhưng xét thấy tình và lý, ta giảm nhẹ còn 50 heo. Nhưng nhớ, sau khi ta trừng phạt xong phải tu tỉnh, không được đi hại người khác nữa, rõ chưa? Lính, đánh 50 heo cho ta. Ôi, tiếng thằng sáng kìa, nó bò kìa. Cẩn thận vậy. Mình đã tạo quan lớn đi anh. Dạ thưa quan lớn, xin đa tạ quan lớn. Nhờ có quan lớn ra tay mà vợ chồng con mới được xung hợp. Ơn nghĩa này con không biết đến bao giờ mới đền đáp được. Được không? Hai người đứng lên đi. Không cần phải đáp ơn nghĩa gì hết. Hai người cứ về nhà đi. Bởi vì ta cũng là người trong làng này. Ta chỉ mong sao từ đây trở về sau, trong làng này có lễ hội gì, chỉ cần người tới hỏi sáo cho dân làng nghe, vậy là đã trả lễ cho ta rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Dạ, đa tạ quan lớn. Em nè, quan huyện đúng là một người tốt bụng, lại tài giỏi nữa. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay thì khó lòng nào vợ chồng mình lại sống hạnh phúc bên nhau, có phải không em? Dạ phải. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay xử án giùm chúng ta thì bây giờ chắc là vợ chồng mình khó lòng mà sống yên ổn với nhau. Vợ nè, vợ chồng mình đang nói chuyện vui mà sao em lại buồn vậy? Anh à, mặc dù á là quan huyện đã đuổi được cô gái đó đi rồi, nhưng mà chắc gì cô ta không quay lại phá rối chúng ta. Em thấy lo lắm. Em ơi, anh đã có cách rồi. Cách gì vậy? Anh nói em nghe đi. Sở dĩ xảy ra chuyện vừa rồi là do cô gái rắn đó mê tiếng sáo của anh. Như vậy, chỉ cần anh không cần thổi sáo nữa thì cổ sẽ không theo phá mình nữa đâu. Anh đã quyết định rồi. Như vậy á, anh sẽ hủy cây sáo này đi. Đừng mà anh. Không được. Anh rất mê thổi sáo, nó như là một báu vật của anh vậy. Em nỡ lòng nào để cho anh hủy nó chứ. Nhưng gì hết, anh nghe lời em, cây sáo này nhất định anh phải giữ lại nó, để anh còn thổi sáo cho em và bà con lối xóm mình cùng nghe nữa chứ. Chắc là do em cả nghĩ quá thôi, chứ cô gái rắn đó sẽ không quay lại nữa đâu hả? Trời cũng sắp tối rồi, mình vô ngủ đi anh. Ta không lấy được chàng làm chồng thì ta cũng quyết không để chàng thuộc về người khác. Được rồi, hận này ta quyết phải trả. Chàng hãy chờ xem. Sao giờ này mà chồng chưa về nữa cả?
sao ngươi lại về đây? Ta vẫn ở đây thì làm sao mà về được? Ngươi muốn gì? Ta muốn gì thì ngươi cũng biết rồi mà, đâu cần phải hỏi. Ta không có được chàng làm chồng thì các người cũng không được sống yên ổn đâu. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại không giữ lời? Ngươi hứa không bao giờ trở về đây nữa để không làm hại mọi người. Tại sao ngươi nuốt lời chứ? Ừ, ta hứa đó, rồi ta nuốt lời đó. Ngươi làm gì được ta? Bây giờ ngươi muốn gì nữa chứ? Ta muốn gì á thì ngươi cũng biết rồi mà. Ta muốn ngươi phải đi khỏi nơi đây để ta được sống với chàng. Không, ta thà chết chứ nhất quyết ta không rời xa chàng đâu. Vậy được, ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, mà ngươi thì tự tìm tới cái chết. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Về rồi nè. Vợ ơi, em bị sao vậy? Vợ ơi, tỉnh lại đi vợ. Em bị sao vậy nè? Má bà con ơi, cứu vợ tôi với. Vậy, em ơi, gì vậy? Ủa vụ gì vậy? Chuyện gì vậy? Ủa vợ sao vậy? Không biết. Vô ích thôi. Vợ cậu đã tắt thở rồi. À, cái gì? Như khách mặt của cậu là tao đoán cậu bị trúng độc của con rắn độc rồi đó. Cái gì? Chúng độc con rắn hả? Giờ ơi, giờ tỉnh lại đi, giờ đừng bỏ. Nó đây là chuyện thiệt chứ không ai đâu. Mọi người, đi tìm nó. Đập chết nó đi. Đi ơi. Đúng rồi đó. Đi. Đi tìm con rắn hả? Lên. Đừng có bỏ anh mà giờ ơi. Giờ tỉnh lại đi giờ. Giờ ơi. Lúc vợ còn sống, vợ nói là vợ nghe tiếng sáo của chồng. Hôm nay chồng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa nha. Ta tới để thăm anh thôi. Dạ, dạ con mời quan ngồi. Nhà con ẩm thấp, quan đừng chê. Anh đừng có khách sáo, cứ để ta đứng ngoài này được rồi. Nè, đây có phải là cái cây lạ mọc nơi mà vợ anh chết không? Dạ bẩm quan lớn, đúng là như vậy. Vợ của con sau khi bị con rắn tinh hại chết thì ngay chỗ vợ con ngã xuống, hôm sau lại bỗng mọc lên một loại cây lạ. Đặc điểm là cây này lớn rất nhanh. Chính vì vậy con đã làm một cái giàn
để dây leo. Vì thương nhớ vợ con nên mỗi ngày con đều ra đây tưới cây và chăm bón rất kỹ. Qua chuyện của vợ chồng anh, ta rất là ái nái. Ta tiếc là ta không đủ tài sức để bắt con yêu tinh cái đền tội. Và bẩm quan lớn, xin quan lớn đừng nhọc lòng. Ồ, cái cây này hoa rất đẹp, mùi thơm rất là dịu ngọt. Nè, anh có đặt tên nó là gì chưa? Và bẩm quan lớn, vì hằng ngày thương nhớ vợ con cho nên con đã lấy tên vợ của con đặt cho loài cây này. Ta nhớ mãi cái câu của vợ anh: dù có phải đứng cách xa chồng hàng trăm hàng ngàn dặm vẫn có thể nhận ra được là chồng mình. Vợ của anh tên là Lý. Ta có thể đặt thêm chữ Thiên để tưởng nhớ đến lòng chung thủy của vợ anh. Người có thể đứng từ xa mà nhận ra chồng mình. Anh thấy có được không? Dạ, con xin nghe lời quan dạy. Vậy từ nay ta đặt cây này tên là Thiên Lý. Quá, tên Thiên Lý đẹp quá ha. Tên hay quá trời luôn. Cô Tư, vô ra. Sao cô tới đây giờ này vậy? Trời bắt đầu trở lạnh. Con đem cho cô mấy cái áo ấm và ít đồ ăn. Trời lạnh, bệnh leo lưng của cô dễ tái phát lắm. Cô cảm ơn con nha. Nhờ mấy chai rượu thuốc mà con đưa, cô sức thường xuyên nên bữa nay á, cái lưng cô cũng đỡ đau nhiều rồi. Chứ cô đừng có ngồi nhiều. Ngồi nhiều bệnh nặng hơn, khó chữa lắm. Cái nghề đan lát của cô mà không ngồi sao được con. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ có một mình cô ở nhà, cô phải bảo trọng mới được. Trinh Trang à, mai mốt á, con cũng đừng có qua đây thường nữa. Lỡ chồng con hay là gia đình bên đó nhìn thấy lại dị nghị rồi nặng nhẹ với con, cô đau lòng lắm. Anh ta đi ăn dỗ trên huyện, tới tối khuya mới về. Cô đừng có lo lắng, không sao đâu. Thì cô nhắc chừng con vậy đó. Dù sao bây giờ con cũng là vợ của người ta rồi. Lỡ chồng con biết con thường xuyên tới lui nhà người yêu cũ như vậy, nó không để yên cho con đâu. Sống như người chồng tính khí thất thường, con khổ sở lắm cô à. Nhưng chắc con mắc nợ người ta nên con phải trả. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Tự lấy chồng vào được nhờ tấm thân, ai ngờ lấy phải thằng chồng bủng xỉn keo kìa. Cô thấy con làm lụng cực khổ còn hơn con ở nữa. Con thương con quá. Con không sao đâu cô à. Mà sao anh xin đi lâu quá cô ha? Nó quyết chí lên kinh thành học hành, chừng nào công thành danh toại mới trở về. Anh ấy đi hơn 2 năm rồi. Chị Tư ơi, chị Tư có tin vui. Chị Tư ơi, tin vui. Tin gì vậy chú? Sao cô qua đây nữa? Chồng cô biết được á là lớn chuyện đó nha. Tôi cũng kêu nó phải về chừng rồi, mai mốt nó không có thường xuyên qua đây nữa đâu. Mà tin vui gì vậy chú? Quan Tăng Trạng họ Đào là thằng Đào Sinh đó, là cháu của chị đó. Bây giờ chị là cô của Quan Trạng rồi. Đào Sinh nó về. Đào Sinh nó về rồi Vân Trang à. Mà sao chú biết vậy? Cả làng mình tiếp đón rình rang ngoài đầu làng kìa. Thôi, mình mang ra đón Đào Sinh đi con. Đi đi chị. Thưa cô, con về. Ủa, con về. Nè, Vân Trang. Mày, cho cổ về đi. Chồng cổ cọc cằn, nóng tánh lắm. Rồi biết cổ ở đây lớn chuyện đó chị à. Mà dù sao á, chuyện cũng đã an bài rồi chị. Xin chúc mừng Quan Trạng. Dạ.
Tôi xin phép quan trọng tôi về. Dạ. À, cô Diệp ạ. Uống nước chưa? Dạ, cảm ơn cô. Bà con tới chia vui với con về hết rồi, sao con không vô trong nhà nghỉ ngơi đi? Con không thấy mệt cô à? Lâu lâu con về nhà, con muốn được ngồi đây nói chuyện với cô. Cô nè, con đi xa cô 2 năm để ăn học, để cô ở nhà có một mình, con bất hiếu quá. Con đừng có nghĩ vậy mà. Con đổ đạt như vậy là coi như đã đền đáp ơn cho cô rồi. Thiệt, cô không ngờ có ngày hôm nay đâu con à. Cô, bây giờ con về đây với cô rồi, cô nên vui chứ. Cô hứa với con là cô không được buồn nha. Cô vui mà. Dạ. Con đã làm rạng danh cho dòng họ Đào. Từ bây giờ không ai dám cười chê cô cháu mình nghèo hèn nữa. Dạ. Chính cái nghèo là động lực để con đi ăn học. Con không muốn bất cứ ai xem thường và khinh khi con. Dân Trang nó biết con thành danh, nó mừng lắm đó. Tội nghiệp, dù đã có chồng rồi nhưng mà nó vẫn thường xuyên lui tới đây giúp đỡ tiền bạc cho cô. Bởi vậy cô mới đỡ cực hơn đó chứ. Dạ. Cô nhắc con mới nhớ, cô cũng rất nôn nóng biết tin của cô. Cô kể cho con nghe vì sao Dân Trang lại lấy chồng với cô. Cha mẹ ép gả nó cho thằng con trai nhà giàu. Nó là đứa có hiếu nên đâu dám cãi lời. Với lại cha nó cũng đã chê cô cháu mình nghèo hèn, đâu có chịu gả nó cho con đâu. Nó cũng đâu còn hy vọng gì nữa. Trên đường Vĩnh Quy về đây, con cứ nghĩ cha mẹ cổ sẽ vui vẻ và gả cổ cho con. Cũng hối hận những lời nói khinh khi trước đây, mà bây giờ muộn rồi. Tất cả là duyên số thôi con à. Thôi đừng có buồn nữa. À, để cô vô lo cơm nước nha. Nãy giờ quên, chắc là con cũng đói bụng lắm rồi hả? Dạ, cô nhắc con mới nhớ, lâu quá rồi con chưa được thưởng thức những món cô nấu. Con mệt thì vô nghỉ ngơi đi, cô nấu nhanh lắm. Dạ. À, Đào Sinh nè. Dạ, chuyện gì cô? Bây giờ Dân Trang nó đã có cuộc sống riêng rồi, con đừng có đi tìm nó, đừng làm nó đau khổ nữa nha. Dạ, con biết rồi cô. Dừng lại. Dân Trang. Chào Quan Trạng. Trưa nắng như vậy, em đi đâu vậy? Em ăn cơm cho chồng em. Anh muốn qua thăm em lâu lắm rồi, nhưng ngày chồng em nghi ngờ nên thôi. Em đừng có trách anh vô tình với Dân Trang. Em biết thân phận em là gái đâu có chồng, chính em là người quên lời hẹn ước nên không dám trách hờn ai hết. Mong anh đừng bận tâm. Em đừng có nói như vậy. Anh biết em có nỗi khổ tâm riêng mà. Anh không có trách em, anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh hiểu được nỗi lòng của em là em mãn nguyện rồi. Thôi em chào anh, em phải đi để trễ giờ. Dân Trang. Cậu ơi, cậu.
Ủa sao mày nói mày về rồi mà còn chạy ngược ở đây làm gì? Dạ thì con về con đi công việc cho cậu. Con mới thấy mợ á đang nói chuyện với quan trạng, con chạy đây con báo cho cậu nè, thấy con ngoan không? Thôi nhiều chuyện quá đi, về lo công chuyện đi. Dạ con lên quyện với bà đó. Dạ thì đương nhiên rồi, con báo cậu xong thì con phải về đi công chuyện cậu, thấy con ngoan không? Ừ ngoan, thôi đi về đi. Dạ. Bài đó đi. Em dọn xong rồi. Để đó đi. Mình sao vậy? Cô đừng hòng qua mặt tôi. Cô tưởng là tôi có biết chuyện gì hả? Có chuyện gì thì mình cứ nói ra đi. Đừng có nóng giận như vậy không tốt đâu. Cô là vợ tôi, dám tư tưởng là khác hả? Cô đừng tưởng tôi không biết. Lúc trước cô và hắn quen nhau, mà tại vì hắn nghèo cho nên gia đình cô không gả cô hắn. Nhưng bây giờ em đã là vợ mình rồi, em không có còn luyến tiếc chuyện xưa nữa. Mình đừng có nghĩ oan cho em. Oan hả? Ai nói cho cô? Cô đừng tưởng tôi không thấy. Cô và hắn đứng tự tùm lên kia kìa. Đúng là con vợ lăng loạn. Mình không được quyền nói em như vậy. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường thôi. Tình cờ? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Hả? Đúng rồi. Bây giờ hắn là quan trạng, vừa có chức vừa có quyền, vậy nên cô muốn hắn cái gì? Rồi đó. Thế cho cô nhắn biết thế nào là vợ, thế nào là chồng nghe chưa? Hả? Biết không hả? 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 Đứng lên! Mày đừng làm bộ làm tích. Mày đứng lên coi. Tích đơn giả hả? Hả? Nè, cha bộ hả mày? Dậy đi. Dậy. Mày nghe tao nói không hả? Trang à? Trang Trang? Trang Trang à? Cô đừng có làm cô sợ nha. Là tin đồn thôi phải không cô? Không phải sự thật không cô? Không đâu. Đúng rồi cô gặp. Nhưng Trang chết rồi. Chết? Chết? Tại sao chết đó cô? Mới hồi trưa cô còn gặp cô ấy, cô còn nói chuyện với cô mà. Nghe nói em cơm ra rượu cho chồng nó xong, về tới nhà thì bị trúng gió chết rồi con à. Không thể nào, con phải qua viếng cô ấy. Đạo sinh, con hãy đi con à. Bây giờ gia đình người ta đang lộn xộn lắm, con tới đó thiên hạ sẽ dị nghị đó, không nên đâu con. Vậy bây giờ con phải làm sao hả cô? Con cứ bình tĩnh đi. Đợi vài ngày nữa ra mộ đốt nhang cho nó cũng được mà.
Hôm nay là giỗ đầu của mợ, sao mình không cúng ở nhà mà đem vô chùa cúng được không? Mợ mày chết trẻ quá, cho nên á đem đi cúng á để cầu siêu luôn. Dạ. Vậy thôi cũng hỏi nữa. Dạ. Với lại con hiểu rồi, đem vô chùa cúng tốn con mầm trái cây à. Vậy cho đỡ tốn kém hả cậu ha? Chuyện vậy mày nghĩ được hả? Hả? Mày không thấy sao? Đang mùa gặt lúa, có ai rảnh đâu mà bày biện để cúng kiến ở nhà. Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà con thắc mắc, tại sao chùa gần nhà mình không cúng? Đi cúng cái chùa gì mà xa lơ, xa lắc vậy? Đi mẫu chân muốn chết à? Tao cũng thắc mắc nữa. Mày ăn uống cũng như người ta thôi, mà càng lúc mày càng nhiều chuyện đó. Đi về. Dạ. Cậu... Đúng là mợ đó cậu. Trời. Thôi mày về lo chuyện nhà đi. Chuyện để tao lo. Ba ngày có ma. Cậu ơi, cái gì vậy? Thấy cái gì? Thấy cái gì? Không thấy gì hết. Mày giỡn mặt hả? Mày tin tao đạp xuống mương mày. Con mày áo ghét. Không thấy gì hết ta. Gia chủ ơi, gia chủ. Sao à, đào từ sáng tới giờ mà không thấy gì hết trơn á, gia chủ ơi. Vì quan đầu sinh là quan đương nhiệm của làng kế bên, là liên quan tới vụ án này. Trong khi vụ án này vẫn chưa được làm sáng tỏ, vì cảm phiền quan đầu xin hãy ngồi chờ tao phân xử. Linh. Dạ. Mang ghế mời quan ngồi. Anh Hiền kia. Dạ. Anh kiện quan đầu xin quyến rũ vợ của anh. Mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ thưa quan lớn, Dân Trang á đích thì là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng, hai bên đều biết rõ. Cách đây một năm á, cô bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời. Tôi có đem cô chôn cất ở sau vườn. Cách đây vài hôm, tôi đi chùa ở làng kế bên, thì phát hiện Dân Trang vẫn còn sống. Tôi âm thầm tìm hiểu, mới biết bây giờ cô ấy là vợ của quan đầu sinh. Vậy là sao? Tôi mong quan xem xét á, đòi lại công bằng cho tôi. Vô lý. Sao lại có chuyện một người đã chết bây giờ lại đang quỳ ở đây? Anh có biết là nói sang nói bậy, xúc phạm quan đương triều, tội rất nặng anh biết không? Dạ thưa quan, chắc chắn á, Dân Trang là vợ con. Con mong quan xét xử, bắt hắn về tội quyến rũ vợ người khác. Trang thị kia, hãy cho tao biết cô có phải là vợ của anh Hiền đây không? Dạ thưa quan lớn, lúc con chưa chết con là vợ của anh ta.
nhưng anh ta đã thờ cúng con một năm nay. Đức thị, con đã chết rồi ạ. Chưa chết là chưa thế nào? Mà đã chết rồi thì tại sao cô lại còn quỳ ở đây? Mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ bẩm quan, có một người biết rõ sự việc này, ông ấy sẽ cho quan biết rõ đầu đuôi chân tướng. Một người biết rõ chuyện này sao? Vậy ông hãy cho mau đầu người đó tới đây. Người đâu? Dẫn chú Diệp vào đây. Dạ, Thảo Dân tên Diệp, xin quan trên dạy bảo. Anh Diệp kia, anh có biết người phụ nữ này là ai không? Dạ biết, đây là cô Dân Trang, mà trước kia là vợ của anh Hiền đây ạ. Vậy tại sao anh Hiền đã khai báo là vợ hắn đã mất cách đây hơn một năm vì bị cảm mạo, mà người đã chết rồi thì tại sao lại còn quỳ ở đây? Dạ, đáng lẽ cô ta đã chết. Hả? Có cái gì động đậy vậy? Dân Trang à, cô không ngờ con lại xấu số như vậy. Con mau tỉnh lại đi con. Ai đó? Diệp, Diệp, Diệp. Bộ cô ấy chưa tỉnh hả chị? Mai mà Đào Sinh biết chút y thuật nên cứu nó qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ Đào Sinh nó đi hốt thuốc, cầu trời Phật cho nó tai qua nạn khỏi. Chắc là số cổ chưa có tới nên em mới phát hiện kịp thời. Mà thằng chồng của cổ á cũng đào rồi chôn lấp mà nhanh lắm, làm ẩu lắm, nên em mới cứu cổ được đó chứ. Nếu không là cổ ra người thiên cổ luôn rồi. Không ngờ thằng đó lại mất nhân tính như vậy. À, chú đi dò la tình hình sao rồi? Hiện giờ nhà bên đó làm đám rùm beng lắm, mà lập mộ ngay cái chỗ mà chôn xác á, chứ không có đem về nhà. Tên bất nhân đó làm sao dám đem xác về nhà chứ. Mà nó có nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Lúc mà em cứu cô Dân Trang á, rồi em đắp lại cái mộ chỗ đó y chang vậy à, chứ không có mắc dấu gì hết gì đâu. Nên nó không biết gì hết á, nó không có nghi đâu. Nhưng mà chị, sao tự nhiên cổ xinh đẹp vậy mà chồng cổ chôn sống cổ vậy? Chuyện này phải đợi Dân Trang tỉnh lại thì chúng ta mới biết rõ mọi chuyện. Còn thằng Hiền nó nói với mọi người sao? Thằng đó nó đi nói với mọi người là vợ nó trúng gió chết bất đắc kỳ tử, phải chôn liền không để được. Vậy á, đúng là hắn có giả tâm muốn giết vợ rồi,
nên mới làm như vậy. Đào Sinh. Thiên Trang tỉnh chưa cô? Sắc mặt thì thấy hồng hào đó, nhưng mà sao vẫn chưa tỉnh nữa? Không sao đâu cô. Cô cứ xác thuốc này giùm con, rồi đổ vào miệng cô ấy. Có thuốc vào, cô ấy nhanh tỉnh lắm. Vân Trang à, con đang uống hết chén thuốc này đi nha. Vân Trang. Con đang tỉnh hay mơ? Con đang ở đâu đây? Con tỉnh rồi, con sống lại rồi. Chú Diệp ơi, Đào Sinh ơi. Gì vậy? Điều gì vậy cô? Vân Trang tỉnh rồi kìa. Hả? Vân Trang, em tỉnh rồi. Anh lo cho em quá. Đào Sinh, con làm gì đi chứ? Con phải cứu Vân Trang đi, đừng để cô ấy quay về nhà chồng cô ấy. Nhưng chồng ấy rất là ác. Đúng rồi đó, Vân Trang đã bị chồng nó chôn sống, coi như đã chết rồi. Còn con cứu được một Vân Trang hoàn toàn mới. Con hãy đem nó đi nơi khác đi, tránh xa kẻ bạc ác kia đi con à. Dạ, chắc cô ấy chưa tới số nên tôi đến kịp thời. Tại tên Hiền mới đắp lắc sơ sơ thôi để che mắt mọi người nên tôi mới cứu kịp. Nếu không là cổ ra người thiên cổ rồi ạ. Trang Thị, tại sao chồng cô lại cố ý giết cô? Anh Hiền tính tình nóng nảy, hễ chuyện gì không vừa ý là anh nổi giận đánh con, không cần biết đúng sai. Còn sự việc hôm đó, chỉ vì nhìn thấy con đứng nói chuyện với anh Đạo Sinh trên đường làng nên anh ấy mới nổi giận, xuống tay đánh con té chết giấc à. Vì sao cô và Quang Đạo Sinh lại gặp nhau? Khi con đem cơm ra ruộng thì gặp anh Đạo Sinh, anh ấy dừng lại chỉ để hỏi thăm thôi à. Sau khi cô qua được tai nạn này, mọi chuyện tiếp diễn như thế nào? Dạ thưa Quang, con như người chết đi sống lại. Nếu Đạo Sinh không cho con tá túc thì con cũng sẽ bỏ đi thật xa, vì con quá sợ hãi khi sống chung với người chồng độc ác, nhẫn tâm giết chết vợ mình. Vì thương cho thân phận của Vân Trang nên tôi đem nàng về Vinh để kết nghĩa phu thê, không cưới hỏi gì cả, để Vân Trang thoát khỏi tay người chồng bạc ác kia. Dạ thưa quan, con thật sự là không cố tình giết vợ con đâu, mong quan xem xét à. Im miệng, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mặc dù ngươi không cố tình giết người, nhưng khi thấy vợ ngươi bất tỉnh, ngươi không kịp thời cứu chữa lại mang đi chôn sống như vậy, hành động đó chứng tỏ ngươi đã mất hết tính người, tàn ác hơn kẻ giết người gấp bội. Ta phải trừng trị ngươi thật thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Lính, giam vào ngục. Quang à, Quang à. Còn Đào Sinh, ngươi đã có công cứu Trang Thị thoát khỏi kiếp nạn, giá lại hai người cũng đã quen biết và có ân tình từ trước, nên hai người đến với nhau mà không mang tội gì. Bãi châu. Dai ngắn lưng dài, no là biết. Cơm nước có người lo sẵn trơn rồi, không phụ giúp được gì trong nhà trơn. Đọc sách ai mượn ai nhờ đâu. Ui bực bội quá. Xong ai rước đi giùm tôi một cái.
đồ dọn cơm không? Sao ông lại phụ? Nặng muốn chết luôn đây nè. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Tối ngày cơm bưng nước rót hầu hạ người dân mà cuối cùng nó làm vậy đó. Chịu nổi không à? Trời. Đang có chuyện nữa rồi. Tại sao cái nhà này không bao giờ được yên ổn vậy? Mà làm gì nói vậy? Dù sao á, nó cũng là con của anh tôi, là cháu của tôi với bà. Làm gì bà cứ la mắng nó hoài vậy? Ông không có biết gì hết á. Nó ghét tôi, nó cố tình hất đổ mâm cơm để ông về không có cái gì ăn đó. Chứ, giúp được cái gì mà giúp. Tối ngày á, nó đọc ba cuốn sách này nè. Ủa, mà nó là cháu của ông thì ông lo cho nó đi, mắc gì tôi phải lo vậy? Bà ơi, nhà mình hiếm muộn, cầu xin biết bao lâu cũng không được một đứa con nào cả. Anh chị tôi thì chết sớm, bà còn nhớ không? Trước khi chết, anh tôi còn trăn trối là tôi phải cố gắng nuôi dạy thằng Chu Sinh học đến nơi đến chốn. Nó là cháu của mình, tôi xin bà thương nó đi, để cho gia đình mình được vui nhà vui cửa. Vui là ông vui á, tôi người dân nước lã mà vui cái gì? Tôi thấy có nó ở trong nhà này mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Ông cũng thấy mà, nó ghét tôi thậm tệ luôn, ông chứng kiến tận mắt rồi đó. Nó ghét bà đâu mà ghét không biết nữa. Ờ, ông coi nhà đâu mà thấy. Trời ơi, sao mà ông trời bất công với tôi dữ vậy nè. Tôi đối với cháu của ông như là bát nước đầy vậy đó. Còn nó hả, nó chửi tôi không ra gì hết trơn hết trọi hết á. Riết rồi á, tôi đâu có dám sai biểu gì nó. Bởi vậy thôi, cho nó đi đâu cho khuất mắt cho rồi ông ơi. Dạ thưa chú, con cảm ơn chú đã nuôi dưỡng con suốt mấy năm vừa qua. Bây giờ thì con cũng đã khôn lớn rồi, con tự lo cho mình được rồi. Với lại con ở đây ngày nào thì thím khó chịu ngày đó, cho nên là con xin phép chú cho con được về nhà ba mẹ con. Nhưng mà con à, căn nhà đó bây giờ hoang sơ lắm rồi. Hơn nữa con qua bên đó con làm gì để sống? Cứ ở đây đi, để chú nói với thím. Ui, ông nghe nó nói đầy tai rồi đó. Nó ý nó có chút chữ nghĩa, nói sâu nói sắc. Cái bây giờ nó nói là nó còn ở đây ngày nào á thì tôi không yên lòng, tôi không vui ngày đó. Vậy thì thôi, bây giờ cho nó đi đâu đi đi. Mai mốt á, có no đói gì á cũng không có liên quan tới tôi rồi nghe. Nhà có ba người à, mà lúc nào cũng xào xáo hết á. Bây giờ bà muốn tôi làm sao thì bà mới vừa lòng đây. Chú ơi, chú đừng giận mà, con tự lo cho mình được. Con xin phép. Chú Sinh. Chú Sinh. Đó. Trời ơi, bà con hàng xóm ơi. Trời ơi, nó cố tình nó gieo tiếng ác cho tôi đó, ông thấy chưa? Tôi đâu có đuổi nó đâu. Vậy mà nó giận, rồi nó bỏ nó đi. Nó chửi tôi quá trời luôn. Trời ơi, con nhỏ mà tao ác dữ vậy không biết nữa à. Ông trời, ông phạt mày đi. Đi, đi luôn mày nha mày. Đi đi.
Chú xin. Chú xin. Về con. Dạ. Chú mới tới. Chú đã nói với thím rồi, mọi chuyện còn như yên rồi. Chú đến đây đưa con về nhà. Chứ ở đây nhà cửa chú thấy hoang sơ quá, ruộng vườn thì không có, làm sao mà con sống được. Dạ, ban ngày con đi làm thêm, mấy bữa nay con có chăn bò cho lão Trần, lão ta nuôi cơm con luôn. Tối về nhà thì con không có đói nữa, chú đừng có lo. Tại sao không lo? Còn chuyện ăn học, con lo làm rồi bỏ luôn cái chuyện đèn sách, rồi làm sao chú dám nhìn mặt cha của con nữa. Dạ, buổi tối con về con luyện văn, con không bỏ thi đâu, chú yên tâm đi. Yên tâm? Làm sao chú yên tâm được? Cái dòng họ chú bây giờ chỉ có mình con à. Nghe lời chú đi. Chú đã nói với thím rồi, thím không có trách móc con nữa đâu. Chú thương con nên chú mới nói như vậy, chứ còn biết con về bên đó cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện giống như vậy thôi. Còn ở đây một mình được tự do, con học được nhiều hơn. Chú về nhà cho con gửi lời hỏi thăm thím nha. Thôi, con nói vậy chú cũng không cản. Chú có ít đồ và ít đồ ăn gửi cho con. Nhà khó khăn, thành thử chút đỉnh thôi. Lần sau chú ghé, chú đem nhiều hơn nữa. Thôi, chú về nha. Dạ, con không dám nhận đâu. Chú cứ đem về cho thím đi. Chú làm như vậy thím biết, thím giận đó. Vài ngày nữa, con về con thăm chú thím. Con hứa mà. Con hứa rồi đó nha. Nhớ về thăm chú đó. Chú lúc nào cũng trông con. Chú đi đi. Dạ, chú cứ cầm về cho thím đi. Nói là con cảm ơn, con không có đói đâu. Cảm ơn chú thím. Mày không cần sự giúp đỡ của tao thì thôi. Còn mày muốn ở đây hả? Thì ở đây luôn đi. Đừng bao giờ về nữa. Đừng bao giờ gặp tao nữa. Mà mày cũng kỳ nữa. Khi hiểu lầm thím mày hoài. Thím mày cái tánh vậy đó. Giận nhưng mà mau quên. Ta đã nhịn đói mấy ngày rồi, giờ thì người mệt lạ, không thể nào đi ra ngoài được. Chắc ta chết mất. Chú xin lai tỉnh. Ta là thượng quan ở triều đình Hoa Thành, dân triệu của Thái hậu. Giờ chú xin về kinh đây. Chú xin mau tỉnh nhận sơ. Ta là quốc mẫu của triều đình Hoa Thành. Bà là quốc mẫu của triều đình, bà triệu ta đến để làm gì? Lúc sinh thời, hoàng thượng chồng ta và chu công là thân phụ của con, kết nghĩa anh em, tình thân hơn ruột thịt. Hoàng thượng có đứa con gái nhỏ là công chúa, là con gái của ta. Còn chu công có một người con trai tên là Chu Sinh. Cả hai đã hứa là sẽ kết thông gia khi công chúa và Chu Sinh trưởng thành. Nay ta nhờ thượng quan hạ trần xuống thế, triệu nhà ngươi tới để thực hiện lời hứa đó. Bà nói, mẫu hậu nói là thực hiện lời hứa hả? Ta sẽ tác thành cho con và công chúa nên duyên chồng vợ. Tác hợp cho con cưới được công chúa? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta sẽ mở yến tiệc để mừng con đến đây.
ơn quốc mẫu. Chú đừng đút tên nữa mà. Công chúa? Ủa, có công chúa nào đâu? Tôi thấy công chúa nào đâu ta? Trời, có chuyện gì vậy? Tại vì bà đi ngang nhà nè, nghe tiếng ở trong nhà ồn ào quá, cho nên bà ghé qua coi có chuyện gì không. Ủa, nhà chỉ mỗi một mình con thôi, có ai nữa đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở một mình hả? Ở mà chú Sinh à, mà trời mới vừa chạng vạng tối à, mà sao con đi ngủ sớm vậy? Nè, con có bệnh không hay là con bị đói? Dạ, tại con học bài nhiều quá nên con mệt, con ngủ tiếp đi. Con chỉ thấy buồn ngủ thôi chứ không có đói. Cảm ơn bà đã quan tâm tới con. Con không có đói phải không? Dạ. Khi nào đói á thì cứ ghé quán bà đi, bà giúp được cái gì á bà sẵn lòng mà giúp cho con nha. Dạ. Thôi bà về nha. Dạ. Về nha. Thôi về nha. Quốc sẽ gả con gái cho ta, chắc nàng đẹp lắm đấy. Còn ta thì nghèo nàn, làm sao mà xứng với nàng. Chú Sinh à, ngươi đang thức mà, không phải là mơ đâu. Cho dù là thật hay mơ, nhưng không hiểu sao ta lại rất muốn gặp nàng. Nơi này là ngôi nhà thứ hai của ta rồi. Ta có vợ hiện bên cạnh, ta rất vui. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta sao lại trớ trêu, ban ngày ta mới được gặp nàng trong mộng. Ta cứ nửa tỉnh nửa mê, ta không cam lòng chút nào hết. Thiếp cũng như chàng, mỗi khi chàng về thiếp cũng lo lắng khôn nguôi. Hai chúng ta gặp quốc mẫu, xin phép người cho thiếp theo chàng ha. Nàng nói điều này rất đúng ý với ta. Ta muốn nàng cùng về sống với ta. Ta có nghe thoáng qua chuyện của con, nhưng hiện giờ các con chưa thể đoàn tụ được. Tại sao vậy mẹ? Tiên đế mất đúng vào thời điểm loạn lạc, nên nước Hoa thằng này một mình ta cai quản. Vì thái tử còn nhỏ, chưa trị gì đất nước được, mà ta thì tuổi già sức yếu, nên ta phải nhờ công chúa gánh vác công việc giúp ta một thời gian nữa. Quốc mẫu đã nói như vậy, chúng con xin nghe theo.
Chu Sinh à, con bây giờ là phò mã, con hãy cùng công chúa gánh vác công việc triều đình giúp ta nhé. Thưa phò mã, Hoa Thành có việc cần kíp, tôi dẫn công chúa đến gặp người đây. Thượng quan dẫn công chúa xuống gặp ta à? Nàng xuống gặp ta để làm gì? Công chúa, do Hoa Thành có loạn, quốc mẫu cho dời kinh đô đi nơi khác, thần ra ngoài chờ. Công chúa nói chuyện với phò mã nhanh để quay về, chứ quốc mẫu chờ lâu không tiện. Quốc mẫu dài kinh, thiếp phải đi theo để giúp người. Việc gấp gáp quá mà thiếp chưa thể bàn bạc với chàng, chàng bỏ qua cho thiếp nha. Ta biết một ngày ở thiên thượng và 100 ngày ở trần gian, nhưng ta phải xin lỗi nàng, bởi vì ta không cùng nàng gánh vác chuyện quốc sự mới đúng chứ. Ta chỉ phân vân là không biết đến khi nào vợ chồng mình mới gặp lại nhau. Thiếp cũng chưa biết, cho nên là mới nói thượng quan dẫn thiếp đi gặp chàng. Chàng cố gắng sôi kinh nấu sử, sau này lên kinh thành ứng thí, rồi cũng có ngày cha con vợ chồng mình gặp nhau. Cha con vợ chồng? Chẳng lẽ nàng đã... Bây giờ thiếp phải về, để quốc mẫu đi trông chờ thiếp. Chàng dự bảo ngọc này, sau này nhờ nó vợ chồng mình sẽ đoàn tụ. Công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa, công chúa. Cái gì? Ông ơi, tin gì chưa? Khoan ơi, đi. Hồi sáng giờ bà đi đâu vậy? Thì đi nhiều chuyện. Ngon không? Vậy hoài à. Nè, tôi nói trong hay nghe. Vụ gì? Trời cao có con mắt. Con mắt sao? Vợ Chu Thiện chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Vợ Chu Thiện là thiếp của Chu Sinh đó phải không? Chứ ai nữa? Trời ơi, bà có lộn không? Sao lộn được? Thiếp của nó sao tôi lộn được không biết nữa. Chiều hôm qua tôi thấy bà còn gây lộn với thằng Tý nó bán bánh tét rồi mà. Thì mới hồi hôm nay. Hả? Mới hồi hôm nay nó đói. Ồ. Nó đi xuống bếp. Ồ. Nó kiếm đồ ăn. Ồ. Nó dắt một cục cơm vậy nè, bự quá, nuốt vô mắc nghẹn chết rồi. Ồ. Cái người lạ lùng mà chết cũng kỳ quái ha. Ừ. Ê, bà. Hả? Bà. Cái gì kêu hoài? Cái gì? Có ai thấp thoáng nào kia sẽ giống cái tướng Chu Sinh quá vậy ta? Ừ, nói chứ ai? Mà không ngủ á. Trời, chắc tại vì nó nghe thím nó chết cho nên nó về nó chịu tan chứ gì. Mà bây giờ sao nó hồng hào mập mạp quá trời đất mà cái tướng nó đi quay dễ quá vậy ha? Tại nó không? Nó chứ còn ai nữa. Nè, để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này nha. Còn hay hơn nữa. Gì? Không có kể gì hết trơn á. Lo buôn bán làm ăn đi, đi đầu làng cuối xóm mà về kể mệt quá. Ngộ ghê, tao nghe chuyện gì mới lạ tao nói cho nghe cái cũng không chịu nghe nữa. Dễ ghét. Chú Sinh, là chú Bảo. Dạ, chú mới về. Chú Sinh à, sao chú thấy con cũng ôn luyện tinh thông kinh sử rồi mà con không chịu đi thi? Dạ, con cũng muốn đi thi. Dạ, con cũng có ý muốn chờ. Sao lâu quá mà không thấy tin tức gì của công chúa. Chú Sinh. Chú Sinh. Dạ.
Con làm gì ngồi thừ ra vậy? Con nói con chờ là chờ cái gì? Chờ ai? Dạ không, con chờ là con đang chờ kỳ thi. Kỳ thi cũng sắp tới rồi, chú cũng lớn tuổi rồi. Chú mong muốn một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con làm rạng danh dòng họ Chu của mình. Dạ thưa chú, nhưng mà từ ngày thím mất, nhờ con về phụ chú nên cuộc sống của chú cháu mình cũng đầy đủ. Bây giờ cũng dư giả được chút đỉnh để làm lộ phí con đi thi. Kỳ thi này con không được bỏ. Con mà chưa công thành danh toại đó thì chú cũng không an lòng. Dạ thưa chú, con sẽ đi thi, con sẽ làm rạng danh con cháu trong nhà hội Chu. Và con muốn thực hiện lời hứa với một người. Lời hứa? Hứa gì vậy? Dạ, lời hứa là con sẽ đi thi. Con hứa rồi nha. Được rồi, bây giờ chú sẽ đi soạn hành trang cho con, chuẩn bị đi thi nha con. Nha. Để chú Thiếm, cậu chú xin thi đậu rồi, Đỗ Phương Cốc ăn về tới kìa. Thi đậu rồi chú. Vậy là con đã thi đậu rồi. Cảm ơn trời Phật, con đã hoàn thành lời hứa năm xưa với anh chị con rồi. Vô nhà đi con. Dạ. Đi vô nhà đi con. Để ta đưa hai mẹ con các người vô công đường để gặp quan, chứ ở đây chờ biết giờ nào mới xong. Đi. Chú Tình, con có việc gì sao lại không vào trong? Tình cờ ta gặp hai mẹ con đi lạc nên dẫn vô đây nhờ con giúp giùm. Đi lạc? Ừ. Cô nương là ai? Đi tìm ai mà tại sao lại lạc đường? Dạ, thiếp ở miền xa, thiếp bà con đi tìm người thân, đến đây thì bị lạc. Bây giờ thiếp không biết tìm người ấy như thế nào nữa. Đi tìm người thân? Người thân của nàng là ai? Tên gì? Dùm người bà con ấy ở đâu? Có đặc điểm gì để nhận dạng không? Bà con thì không, người thân thì chỉ có miếng bảo ngọc này để nhận ra nhau. Có phải người thân của nàng cũng có miếng ngọc bội này không? Đúng là chàng rồi. Chúng là chàng rồi. Hoàng Nhi, con trai, như vậy là cha con vợ chồng mình được đoàn tụ rồi. Nè, con trai của ta. Thank you.